Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hòa, tỉnh Bắc Giang, ở nhà vườn của chú Nhàn. Đây là không gian toàn cảnh ngôi nhà của chú Nhàn. Tôi sẽ đi vào bên trong để quay cho quý vị xem những cây cảnh. Vâng, chào chú nhá. Xin chào các bạn nhá. Bắt tay cái chú. Vâng, nước. Vâng. Vâng, trước hết vào bên trong cổng chúng ta đã thấy cái không gian cây cảnh của chú. Chú Nhàn thì là một người chơi cây cảnh rất là trầm lắng, không mang tính chất là sôi động. Nhưng mà cũng rất ít người biết đến. Nhưng mà khi vào vườn chú thì choáng ngợp những cái tác phẩm. Đây, mình nói cái giới thiệu với các bạn như thế này. Tức là khi ở quê nhà mình ấy, thì đây mình chơi cây xanh này là đúng là bàn tay mình trồng lên. Vâng. Cái này là cây xanh này là mình khi lấy ở ngoài đời về là đúng chính thức là nó phải bằng cái tăm này thôi. Vâng. Bằng cái này, bằng cái rẽ này. Thì mình về mình trồng đúng 2004. Đấy, cái thời điểm của nó mà sinh ra tôi rủ ra là đúng tháng 2 năm 2004 là về mình trồng từ ban đầu. Là hiện nay tính ra là nó đúng 14 tuổi. Đấy, vì năm nay là 2018 mà. Vâng. Là 14 tuổi. Thế khi mà mình phát hiện ra ở cái hòn đá ong của quê mình có là với lý do là tại sao mình làm hòn đá ong. À, chú bắt đầu đăng ký đi ạ. Bắt đầu mình ký. Đây mình nhấc ra cho bạn xem. Vâng. Nhấc cho các bạn xem. Đây trước khi là mình mang về là nó hòn đá không phải là hình thù như thế này. Vâng. Báo cáo với các bạn như vậy. Nên các bạn bây giờ là các bạn khi mà chơi cây là các bạn mong với các bạn làm sao là phải có một thời gian là một, hai là có ý tưởng là hai. Thứ ba là tôi phát hiện ra đá ong của quê tôi ấy, là với cái lý do là như thế này, cái cây rất tốt. Vâng. Đấy, không phải là nó không đẹp. Và với cái lý do là nó ngấm thủy. Vâng. Đấy, nó ngấm thủy lên cho cây, nuôi dưỡng cây rất tốt. Thế cho nên là tôi phát hiện ra cái đoạn này là tôi đưa hòn đá ong ở trên quê tôi ra để tôi làm một cái tác phẩm mới. Chứ còn tất cả hàng đá ong xưa với các bạn là không bao giờ nó có hình thù như thế này cả. Vâng. Đấy, nên các bạn nên nhớ như thế. Thế nên là mình làm là cái này á, là mình cắt tự tạo lên. Đấy. Đến khi mà các bạn mà mình trồng cây này là đúng là 14 năm rồi. Là từ lúc nhỏ mình đã bán cho người ta rồi. Vâng. Nói với cháu Phong như vậy. Đây là dòng xanh quê. Ờ, nói cho bạn dòng xanh quê. Mà ông đã mang về ông khi mà ông trồng nó là 2004. Vâng. Đến 2007 là nó đã gần được như thế này. Ông đã bán cho người ta rồi. Đấy, à, phải nói với cháu Phong như thế. Ông bán cho người ta cây này cho người ta rồi. Khi đến phát hiện đến 2011 là ông lại mua lại về. Vâng. Là ông bán cho người ta là bây giờ là 1.200.000. Sau ông lại mua lại là 2.000.000. Vâng. Đấy, ông nói với cháu Phong như vậy. Thế nên là khi ông thấy nó đẹp quá, ông bán ông tiếp, ông lại quay lại, ông mua quay lại. Vâng. Thế thì ý tưởng của ông đặt vào đây. Ông đưa cái đá này đấy, xem ý của các bạn, xem các bạn thấy làm sao. Cho nên là các bạn thấy nó tham khảo trong cái tác phẩm mà tôi làm cho nó có được thôi. Đấy, ý tưởng của tôi là như vậy. Mong quý vị và các bạn đóng góp ý kiến. Đấy, các bạn hoàn thiện tác phẩm này. Mục đích nhân là cố gắng là cứ đi vào cái video này là các bạn là đóng góp ý kiến cho giúp tôi. Để xem là ý tưởng của tôi xem có được không. Đấy, còn quê tôi là chỉ có đá này thôi. Chứ không có đá khác. Đấy, tôi cảm thấy là nó nuôi dưỡng cây rất tốt mà nó ngấm nước. Nên là các bạn là quê tôi muốn đưa đá lên nó là như thế. Vâng. Ý tưởng như vậy. Tôi đấy, sẽ vào bên trong quay ngược ra xem cái dáng của cây này. Thế còn sau nói với các bạn như thế này thì tôi cũng có một cái cây như thế này. Đây báo cáo với các bạn như thế này. Cái cây này thực ra là tôi cũng cắt ở cái cành ra. Vâng. Đấy. Thế thì tôi thấy nó đẹp đẹp. Đấy, tôi uốn nó thành cái con một đôi rồng. Đấy. Thì em ý tưởng các bạn là tôi định đặt cái tên cho có đúng hay không. Thế nhưng mà với cái điều kiện là vì cái tôi muốn ký lên cái cối này là lý do như thế này là các bạn ạ. Và cháu Phong này. Vâng. Đưa lên cái cối này á là với cái lý do là cái cối này là cối của nhà. À. Cối này là cối của ông bố mẹ sinh cho tôi. Vâng. Đấy, tức là bây giờ là cái xi măng nó hiếm hoi lắm. Thế ông cụ bé ông cụ đổ một cái cối này thì tôi vẫn giữ lại. Và tôi còn một cái vại nữa. Thế là của bố tôi nữa. Hiện nay là bố tôi mất rồi.
Thế nhưng tôi muốn giữ lại cái tác phẩm của bố tôi ngày xưa mà nuôi chúng tôi dưỡng qua rồi dạ cua dạ ước là anh em tôi ăn uống ở cái cối này ra cả. Vâng, rất ý nghĩa. Thế nên đến bây giờ thì tôi muốn giữ lại của bố mẹ tôi thì tôi mới lại tươm một cái cây này lên đây. Vâng. Thế nhưng chưa biết đến bao giờ nó đã thành công. Thế nên là các bạn ạ, thế nên là cái cây này của mình là mới đưa lên đây thôi. Chứ thực ra là cũng chưa có cái giá gì cả. Thế nhưng ý tưởng của tôi là như vậy. Thế nên là cứ mong các bạn là cố gắng là cái ý tưởng của tôi như thế có được không? Vâng. Nên mà mong các bạn là góp ý kiến nhé. Mong khán giả đóng góp ý kiến. Đấy. Để giúp chú Nhàn chú ấy... cho tôi hoàn thiện hơn. Thế còn báo cáo với các bạn như thế này, cái cây này ấy, thì mình đi mua là 2009. Mua của anh Tùng ở trên dốc Bà Hà, tức là người Bình Dương. Vâng. Là tôi mua của anh là giá 9 triệu. Cái thời điểm mua đắt rồi. Bây giờ là tôi mua 9 triệu, mua của anh Tùng. Đấy, hiện nay là tôi mua về đây là 2009, chính thức là 2009. Đấy. Thế đến bây giờ là nó gọi là 9 năm rồi mới được như thế này. Thế này chú, rất đẹp các bạn ạ. Chú đang nuôi bạn rất đẹp mà nên mình đang nuôi. Hiện nay là mình đang đi hoàn thiện dần dần. Vâng. Mình đang muốn cho nó thân nó to lên một chút nữa. Thế nên thôi các bạn nên chơi cây cảnh ấy, thì các bạn cũng phải là chờ đợi thời gian. Vâng. Và các bạn cũng phải cố gắng tham khảo ý kiến nhiều. Thế còn hôm nay thực ra là cái vườn này của tôi mới đưa về đây thôi. Cháu Phong mới là quay lần đầu tiên. Thế còn nhiều anh bảo quay lắm nhưng thực ra cái cây của tôi nó không có ra gì cả. Thế nên các bạn thông cảm. Vâng, đây tôi chuyển hướng sang một cái cây xanh khác. Cây này thì tôi nhìn có cái bộ bệ rất đẹp. Cây xanh này bệ rất đẹp các bạn. Và cái phần tay cành độ lắc rồi. Rất dẻo. Rất dẻo. U cục. Và tôi đang cắt dần. Ý tưởng chú muốn sửa cây này như nào? Ý tưởng này của mình á, thì thực ra thì là cây này thì cũng có nhiều người đặt tên. Cái đặt tên thì là mỗi anh một ý tưởng. Vâng. Đấy. Thế cây này thì là tôi đặt cây phượng vũ. Phượng vũ ạ? Cây phượng vũ. Bởi vì là đầu có tay tán có. Cái đuôi của nó tôi làm rất đẹp. Vâng. Cái đuôi của nó rất đẹp. Cây này là tôi mua 2007. Đây như cái bạn này rất là đẹp này. Cái đuôi nó rất đẹp. Đúng không? Đấy. Cũng có một điểm đôm đôm đã ong, tôi đưa vào ôm đã ong. Thế còn cây này ý tưởng là nên tôi ký đá. Thì tôi ký đá là tôi cố gắng là để mua số đá khác về. Cài. Thì tôi ký đá chứ không cài, cho nổi hẳn lên. Cắt dễ. Cắt dễ cho nổi hẳn. Như là cái cây tôi ký ở Hòn Đá bây giờ. Cho nên vâng. Chờ đợi như thế. Tôi sẽ chuyển hướng sang những cái tác phẩm khác. Thế còn báo cáo với các bạn như cây này. Cây hoa giấy này mà tôi ký cái tiểu phẩm của thầy trò Đồng Tăng. Đấy thì nên là số của các bạn là cái cây hoa giấy là chính bản thân tôi trồng lên. Đấy, tôi trồng cùng với cây xanh này. Đấy, cùng với một số cây xanh tôi đưa ra ao này. Cái cây nhà tôi cũng trồng 2004. Tôi xin cái cành của người ta về là tôi dâm nó sống. Đây hoa giấy màu gì chú? Cây hoa giấy hoa đỏ. Hoa nhung. Màu nhung, đỏ nhung. Vâng, quý vị đấy, xem cái cây hoa giấy này. Tôi thấy trong cái khuôn viên cây cảnh của chú nhà đây thì có cái cây này là cây mà nổi trội nhất. Đó là cái thân hình nó độ lắc rất đẹp và cái tay cành thả rơi. Đấy, và tay tán được chia tách nhiều mảng. Cây này là mình đặt tên cho nó là cây chuông gió. Vâng. Theo các bạn ý kiến sao, có thấy được không? Chuông gió ạ. Cây chuông gió. À, ý nghĩa là ở những cái tay rơi đấy. Tay đấy tôi đã rơi. Vâng. Đây tôi tính là cây chuông gió. Vì những cái đùm này một là nó gần như một cái chuông gió. Vâng. Đây là chi tiết cái bối cảnh, cái không gian bên dưới. Của cây hoa giấy. Cái bao cặp còn. Đây, quý vị xem. Đây là những cái phần tiểu cảnh bên dưới cái gốc cây này. Chú Nhàn chú đã ký. Hổ leo núi. Vâng, rất đẹp. Rất ý nghĩa với cái tác phẩm này. Cái tác phẩm hoa giấy này được trồng trên một cái vại sành cũ. Nhìn cũng rất ấn tượng. Tôi sẽ lấy tổng quan từ xa để cho quý vị xem cái. Cái phần tay dăm, ông chơi hoa giấy mà tay dăm kỹ thế.
Thôi cứ thời gian cố gắng thế thôi, cứ hoàn thiện dần dần. Mà cây hoa giấy này tôi cũng trồng được 14 năm rồi đấy. Cùng trồng đấy. Dạ nhỉ, đặc đẹp thế. Cũng 14 năm rồi đấy. Đây là cái phần gốc, quý vị xem. Rất hầm hố mà rất là đẹp. Phần thân cành. Mình hãm nó phụt rất ác. Tôi sẽ chuyển hướng quay từ bên trong ra cho quý vị xem cây này. Vâng, do thời gian video không nên quá dài nên tôi sẽ dừng video clip tại đây để chuyển sang một video mới. Quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký, chia sẻ, comment và bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Xin chân thành cảm ơn.